ngày 4 tháng 12, bà Đỗ Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội khóa 14 tiếp xúc cử tri thành phố Úng Bí để thông báo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14. Sự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, cùng các đồng chí thường trực thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, lãnh đạo mặt trận tổ quốc thành phố Uông Bí tại buổi tiếp xúc, bà Đỗ Thị Lan, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo kết quả kỳ kế họp thứ tư Quốc hội khóa 14 và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Ninh tại kỳ họp, đồng thời báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri gửi góc bộ ngành trung ương, gửi ủy ban nhân dân tỉnh, cũng như kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri và nhân dân gửi đoàn đại biểu quốc hội tỉnh. Cử tri thành phố ưu bí đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thời gian qua. Nhiều ý kiến yêu cầu nguyện vọng của cử tri đã được giải quyết và trả lời thỏa đáng. Cùng với đó, cử tri thành phố cũng đã nêu 12 ý kiến tập trung vào những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm như phòng chống tham nhũng, khắc phục hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường, cần có cơ chế xả lũ hợp lý hồ thủy điện để không ảnh hưởng đến khu vực hạ lưu, ngăn chặn tội phạm xâm hại trẻ em phát triển kinh tế cần gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, chế độ chính sách cho người có công, người cao tuổi, đầu tư xây dựng hạ tầng tại địa phương. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố đã giải đáp những ý kiến kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm và thẩm quyền được giao. Những ý kiến còn lại, thượng tọa thích thanh quyết, phó chủ tịch hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh, đại biểu quốc hội khóa 14 ghi nhận tiếp thu, trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.